à vâng à, shop ca xin chào bác nhé thì hôm nay em về một lô đơn hàng uh, có các mã như này đây em sẽ quay chi tiết vào từng mã thì cái đợt vừa rồi bên em thì cũng có hết một số mã đơn hàng thì thì có rất nhiều bác khách đã hẹn em và khi nào hàng về thì 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 giao cho các bác ấy thì em đã chia sẻ rồi rất nhiều video rồi thì thật sự là có một ngày em xử lý rất nhiều đơn đấy nên là em không thể nhớ được tất cả các nội dung của các bác hẹn em đâu Thế nên là các bác có thể không cảm bên em một chút thì là bác đăng ký kênh YouTube của em khi nào hàng về em sẽ quay một cái video ngắn đây Ví dụ như là hôm nay này em có một lô hàng hàng này về thì em sẽ làm một cái video ngắn như này đấy để quay chi tiết về các mã hàng à, các bác uh, khi bác đăng ký kênh ý, thì nó sẽ hiện thông báo cho các bác đấy khi em ra một video mới thì nó sẽ hiện thông báo cho các bác thì, thì lúc ý bác ấn vào xem thì thì bác thấy xem mã nào của mình đang có nhu cầu sử dụng mà nó về thì bác Uh, liên hệ lại trực tiếp cho em đấy thì lúc ý em có sẵn hàng thì em sẽ gửi được cho các bác luôn đó thì ok thì em uh, có chia sẻ qua như vậy để cho bác chủ động về cái 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 số lượng hàng cũng như là cái mã hàng nào hết hay là hàng nào về để cho bác có nhu cầu sử dụng thì thì alo cho em uh, ok thì bây giờ đây em quay chi tiết lại về từng mã hàng ờ, uh, bắt đầu thì đây đi đây cả là cái lô uh, lô ống vải dân nước Ống này là ống 27 nhá. Ờ, ống 27 lắp vào vòi 27 để dùng cho những con bơm tưới tiêu. Đấy thì cái mẫu này em đợt vừa rồi uh, cũng về mẫu uh, để xong rồi phân phối cho các bác sử dụng ý. Thì cái hàng này cực kỳ tiện, nó nhỏ gọn. Ví dụ như là quận này quận 30 m này. Quận nhỏ nhỏ kia quận 20 m kìa. Đấy, rất là nhẹ thôi, 2 30 m mà nó quấn bằng vải quấn gọn nhảy kìa, rất là nhẹ. bác dùng xong các bác quấn lại nó như này, rất là gọn gàng cho so công việc là mang mang vác di chuyển đấy hàng mới và mẫu mới thì nên là nhưng mà bán cực kỳ chạy luôn còn vì nó rất là tiện đấy đợt vừa rồi, rồi cũng cái mã này cũng hết hàng cũng cháy hàng luôn này đấy rất là nhiều bác hỏi nhưng mà ở ờ, em mã mã này thì nó hết hàng đấy hôm nay cũng về về một lô đấy đây em quay qua thôi còn còn rất là nhiều trong kho nữa để em quay qua cho các bác xem ờ, tiếp theo là cái mã bơm đây là cái dòng bơm dầu mini 12V 3 8 Thì cái mẫu này thì cũng là mẫu mới Mẫu cải tiến của dòng 3 8 Thì đợt vừa rồi cũng hết hàng Đây vừa về một lô Đấy một lô đây em để trưng bày ra mời con cho bác xem này Đấy, mẫu này thì em đã giới thiệu cũng như là test ở rất nhiều video rồi Thì video này em cũng chỉ giới thiệu qua cho các bác thôi Là lô này đã có hàng về Đấy Bơm dầu nhá Đấy còn sang bên này Tiếp theo Đây Tiếp theo lô này là là lô bơm hỏa tiễn hỏa tiễn nhá thì cái dòng này này ờ, uh, hai con này nó là thuộc dòng hỏa tiễn trục xoắn 12V 250W đây em quay uh, qua thông số cho bác xem 12V này 250W này con này thì nó để áp được cao 15 đến 20m đó lưu lượng tầm khoảng một khối một giờ còn mã này cũng là 12V uh, vẫn là 12V 200 nhưng con này là 240W này Loại này loại cánh đa tầng thì nó sẽ đẩy lưu lượng lớn hơn. Nhưng mà cái cột áp thì nó sẽ được ít hơn. Cột áp nó chỉ tầm khoảng 10 đến 15 mét. Đây em quay cho bác xem thông số. Đấy, lưu lượng nước nó từ 3 đến 5 khối. Đó, thì tùy vào nhu cầu sử dụng của bác thì bác chọn những cái mẫu nó phù hợp nhất. Ờ, còn tiếp theo, sau đây. Đây, đây là cái những mẫu bơm hỏa tiễn chạy năng lượng mặt trời nhé. Chạy trực tiếp với tấm pin năng lượng mặt trời. Đây, ví dụ cây này là cây quay chi tiết cho bác xem à, con này là con 24V 370W này đường kính là 4 inch rất là to đấy đây bên này nữa bên này là lô uh, 12V này 24V uh, 48 60 v hỏa tiến trục xoắn đây hỏa tiến trục xoắn áp cực cao luôn ví dụ như là con 24V thì nó có thể đẩy được 65m này còn con 750W 48V thì nó đẩy được 140m còn cái mẫu này cũng có cả mẫu 12V Đây ví dụ như con này 12V Các bác xem không Đấy công suất nó chỉ có 150, 150W thôi Rất là nhẹ điện Nhưng mà có thể đẩy được 35m này Đó Thì em cái video này em sẽ quay Quay nhanh vậy thôi Cho các bác biết là Ở bên em có những cái mẫu mã Hàng đã về Đấy Thì bác nào có nhu cầu sử dụng Hoặc là quan tâm đến các mẫu Sản phẩm bên em thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Em sẽ hỗ trợ các bác về từng mẫu vâng subca xin cảm ơn các bác nhá chúc quá của ngày làm việc vui vẻ hiệu quả ca xin chào các bác